Chào anh em nha, trả lời kinh máy công cụ Đức Tùng, em xin review con phát điện anh em. Con này máy dầu. Đây, motor nó đây. Con này phát điện một pha 220. Đây tấp lô điện ở đây 5.5 kVA nè, điện 220 nè. Đó. Rồi để em test chạy nó thử nè. Đó, con này trước khi chạy là lên ga nó đây nha anh em, đây nè, đó, để bẻ qua, tắt là đè cái này xuống. Tắt là đè này xuống. Rồi, lên ga. Giờ em đè chạy thử nha. Điện DC 12V nè, 8.3 nè. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con phát điện này thì liên hệ với số điện thoại là 0938 312 207 anh em, công ty Đức Tùng. Rồi em xin cảm ơn nha.